Chắc khó luôn á. Khó à. Cái này nè. Ủa chị hai. Hả? Ủa chị phe em hả? Ôi má, qua đây cứu con. Ờ thôi em cho hai vợ chồng nó phe đi. Ờ qua đi. Qua kia đi. Ừ. Đi ba với lại rút tiếp đi. Rồi. Có bầu tay rung dễ làm ngã lắm nha. Thắng ơi. Yeah. Ủa sao tôi mà cũng ve? Không, ba Duyên Thi ve kiểu khác. Kiểu khác là kiểu gì? Cái kiểu mà hai đứa tụi con đó. Anh muốn cảm ơn em. Em gọi ba anh là ba, gọi em gái của anh là em. Em gọi cô Binh là con. Và đặc biệt là em gọi anh là chồng, là ông xã. Đó không phải là những lời của một ô sinh nói ra. Anh không muốn em có suy nghĩ mình là ô sinh lần nữa. Vì anh không muốn nghe điều đó. Em muốn uống nữa. Nhậu nữa đi anh. Cũng may là lúc đó hay là mình đã bột xịt. Anh làm gì vậy? Anh thấy em hơi bần thần á. Không biết em có bị gì không? Bà mới tới hả? Tôi mới dẫn Thi đi mua đồ, sẵn tiện qua thăm mọi người luôn. Mà cô Bin thức chưa? Ẵm xuống đây chơi. À, nó ngủ rồi. Ba, con có việc lên công ty một chút nha ba. Chỗ làm của em gần công ty anh, cho em có gian một đoạn nha. Ủa vậy chị phải đi hả? Ừ, chị phải đi trước, rồi khác chị tới chơi. Nhớ tới nha. Thưa bác cũng đi. Mình đi thôi anh. Tự. Dạ. Con quên là ngày hôm nay con phải chở ba qua nhà chú Tính lấy thuốc hả? Dạ, ba hẹn mấy giờ vậy ba? 5 phút nữa mình đi con.